quá kinh khủng luôn anh em nhá. Khiếp thật. Quá kinh khủng. Khủng khiếp luôn. Cách rất là xa anh em nhá, cách rất là xa, loa kìa. Cách rất là xa, xuống ở bên dưới này. Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em một cấu hình karaoke anh em nhé. Bộ cấu hình này rất là VIP luôn. Bộ này thì với hai cặp loa anh em nhé. Anh em đừng anh em nhìn thấy đôi loa trước mắt, nhưng mà em đang không chạy đôi đấy, mà em đang chạy một đôi JBL4012 ở trên này và một đôi KT12 ở bên trên, treo bên trên anh em nhé. Chơi hai cặp loa thì nó sẽ hay như thế nào. Và cặp 4012 này hiện tại đang giá là 8.2 triệu anh em nhé, 8.200.000 đồng. Cặp KT12 này thì hiện tại đang là 10 triệu bao ship cho anh em. Đó, còn 4012 là 8.2 triệu là chưa phí ship anh em nhé. Hoặc là anh em có thể lấy là một đôi TVK12 này giá 12.5 triệu ghép vào một trong hai những đôi loa này. Nhưng mà hiện tại em đang ghép với hai đôi anh em nhé, một đôi KT12, một đôi 4012. Thì với combo này thì đồng bộ chắc là neo anh em nhé. Riêng có đôi 4012 thì là bát thường, nhưng mà KT12 thì lại là bát leo. Đấy, cái bát neo này thì nó được cái là cái tiếng ca của nó sẽ rất là sáng em nhé. Tiếng ca cực kỳ là sáng luôn. Đó, và ở bên dưới này thì em có chơi một con súp, đó là con súp KT18 này anh em nhé. Con súp này bát 50 và nó rất là khủng luôn. À, anh em có thể xem được đoạn đầu nó đánh rung cả điện thoại luôn anh em nhé. Bát 50, giá hiện tại đang là 6.5 triệu anh em nhé. Thì với combo ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là em ghép với dàn máy cực kỳ đơn giản thôi. Dàn máy này thì anh em có thể thấy là có sử dụng một con cục đẩy F7409 với 4 kênh, công suất mỗi kênh là 800W, 850W một kênh anh em nhé, đến 900W trên một kênh. Và nó có thể chơi tốt mỗi một kênh chơi một cặp bát 30 ngon lành. Thì ở đây em cũng hai kênh này em chơi cho hai cặp loa, và hai kênh còn lại thì em đấu brick vào để em đánh một quả súp 50. Con này có thể đấu brick và đánh quả súp kép 50 ngon lành anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể xem với con này thì rất là khỏe và chơi rất là tiếng rất là hay luôn. Đấy, giá của nó đang là 8.300.000 đồng. Và với combo này thì em có ghép với một con vang D5. Con vang D5 giá hiện tại đang là 4.1 triệu, bảo hành 3 năm. Và anh em nào muốn tiết kiệm thì lấy 3.7 triệu bảo hành 1 năm anh em nhé. Con vang này rất là hay, em sẽ cài các chế độ trên cái điều khiển này cho anh em này. Đó, trên cái điều khiển thì anh em có thể dùng chọn các chế độ và tăng giảm effect âm lượng rất là dễ. Em chỉ ngồi đây em điều, nó rất là đơn giản anh em nhé. Bộ mic ở đây em sử dụng bộ mic U705. Bộ mic này thì không còn xa lạ gì với anh em rồi. Tiếng rất hay, giá bình dân, giá chỉ 2.4 triệu thôi. Chất âm của nó rất tuyệt vời. Và với cấu hình này thì tổng chọn bộ là 39.100.000 anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên trên, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ Quân sẽ thử cho anh em cùng nghe một ca khúc anh em nhé. Một ca khúc này thì phải nói là cái nó cũng rất là hay. Thì cái tiếng mic của cái bộ dàn này thì cực kỳ tuyệt vời anh em nhé. Anh em cùng đeo tai nghe và em ngồi đây em sẽ điều nhạc cho anh em. Đó. Đó. Đừng buồn em ơi, khi lỡ nói yêu anh rồi lòng chỉ nữa thôi, em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau, chỉ có anh thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút trong yêu dài dài, và anh đã biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em nụ hôn ấy, và anh biết em sẽ quên hết những bài ca gây
chuyện riêng ta. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách trách em nữa, chẳng trách em nữa. Khi ta đến bên nhau tình giá rồi. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình nhà biết riêng tặng anh. Và anh biết biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu dối rồi. Anh em cũng đã nghe thấy cái chất âm rồi đúng không ạ? Quân có thể đứng gần và alo lại cho anh nghe, cho anh em nghe được. 1 2 5 6 7 8 9 10. Anh em có thể thấy là với cái cấu hình này thì tiếng mic của nó rất là sáng bay anh em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Đó, thì bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ.